đâu vậy? Đi ra mắt đi, mới dẫn ra ngoài cái chỗ này đó đi. Vậy đi ra con, đi ra, đi ra, đi theo mẹ. Trời chơi ghê á, làm dẫn nó thôi kia. Mô Phật, đi đi xuống đi. Nhưng mà xuống kim chơi đi cái à. Bây giờ ra đây thì con đi lên trên trên kia một cái nữa cái hả. À, đi đi xuống coi ổng ghê đi đốt đầu rồi gì quá ba đầu chưa hả. Rồi đứng đây con, với ngoài đứng đây mày xuống mày kiếm trai ha. Tôi đứng đây đi, tôi con xuống con coi ảnh ngay đốt ba cái đầu chưa hả. Rồi đi theo mẹ rồi, đứa má đứng đi. Bây giờ cái đâu rồi ta? À, bên đây. Đi đi con, đi. Rồi đi, đi ra, đi ra, đi ra con. Dễ hơn nữa mà đi, nó không đi với bác. Còn hơi nắng lên mà. Khói à, đẹp khói à. Xe chùa đó. Tôi nói hai đứa với nhau à. Lần đầu tiên mới nghe nghe thôi đi thôi, cúng cũng khá nè. Ủa đứng qua bên ông cúng vào không chứ đó hả? Không biết con đi trên 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 chỗ núi bà hồi cũ á, cũ á là lên con phải đi đón cái nữa. Giờ ra xe mấy bạn nghỉ ngơi chút rồi con lên đó cái con cúng. Rồi đi kiếm tập hợp lính nè. Đại nghiệp đó chưa? Nó theo mẹ nè. Con chưa chưa à, làm xong vậy đi con đi kiếm đi hả? Đi ra xe. Ê, kìa mấy bạn đứng đây kìa. Đi ra xe. Đi đi. Đi tôi lên. Con Mai Lùng. Mai Lùng dẫn ra anh Tám. Đi kiếm ảnh cái hả? Trời kìa mấy ngồi bên đây nè, đang ngồi đây nè. Đi kiếm em xuống dưới em kiếm, anh không có gà con đi theo rồi đó, không dễ nè. Ngay đâu rồi. Rồi, 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 ngồi đây, chị đi. Ừ, đây rồi. Ừ, xuống dưới đây bộ điểm gái mà bộ quá hả? Ừ, trời, điểm gái bộ quá. Rồi, đưa tay, thấy lộ hơi lộ với anh ơi. Chào cái này. Cái là giải lộ. hợp tác, ok, ok, đủ hợp tác. Hello, hello. Đó, đó, đó. Ai, 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 có ai cả? Ai cả? Ai, ai vậy? Làm bà là. Ai hả? Có nữa nào mà. Có ai thấy con không? Cái gì vậy bà? Hả? Bây giờ mình ra ngoài mình còn đi lên trên trên uống cho cái nữa. Đi sớm gì sớm. Giờ lái xe mình lên cảnh chập nữa đó. Đi Vũng Tàu. Vũng Tàu gì vậy? Đi Vũng Tàu không? Hồng hả? Tự nhiên giờ đi Vũng Tàu rồi. Có gì ghé mấy chùa kia không? Cả mấy ông đi Vũng Tàu là hay chút mình sáng mình mới đi kia, sáng mình mới ghé mấy chùa kia. Muốn ghé chùa nào ghé như vậy?